Hồng Trinh xin phép được mở ô số 1. Số 1 là ô màu xanh, Yên. Thưa quý vị, với từ biển này chúng ta sẽ thưởng thức một bài hát rất hay, Quỳnh Sĩ Kim Tuấn với giọng hát của Trang Trần. Ca khúc được mang tên Biển Cạn. Chúng ta sẽ đến phần biểu diễn của Trang Trần. Thông thường thì đội anh vẫn mở ô số 1. Nhưng hôm nay mở ô số 2 đi, nó thay đổi. Số 2. Vâng. Số 2 là em. Em thì nó phải có khoảng 1.000 bài ạ. Chắc chắn là không thể đoán được rồi. Xin chuyển sang đội bạn.